Rồi, chào các bác nhé. Em lên một con đài to. Model là B150. B150D nha. À, volume pin cực kỳ đã tay. Rồi. Hình thức của nó là men này là 3U. Rồi, lên cho các bác xem ruột này. Rồi, ruột cực kỳ đẹp luôn. Tenfo. Tenfo hàng của Nhật này. Con này thì không có thể mà nhái nhiếc gì hết, hàng nhái là không rồi, bao hàng nhái luôn, đẹp cực kỳ. Một bên chạy xấu sò và hỗ trợ 1, 2, 3, 3 phết, 3, 3 con, 3 con bù áp, 3 con quy xanh á. Một bên 6, hai bên là 12, đó. Nhôm nguyên khối, mặt trước nhôm luôn. Hình thức của nó là hàng bãi là nó như thế này đây. Đó. Nhưng còn rất đẹp, không có reset nha. Tại vì nhôm chứ không phải là sắt nên không có reset, không có tình trạng reset luôn. Đó. Rồi, cực kỳ đẹp. Đó. Chạy nguồn này, tụ nguồn này, 4 tụ nguồn khủng này. Giờ rách ra đồ là cắm rách chắc chắn hết. Đó. Delay 24V này, kinh khủng không? To đùng mà coi như bó cứ ngắt, cực đẹp. Đó, đường ra đường vô rất chắc chắn. Rồi. Công suất là 272W một kênh. Đó. Made in Japan, xài điện đúng điện 100 luôn nha anh em. Không có còn riêng cứng, không có đổi nguồn đổi đồ gì nha. Mặt sau nè. Quay ra trước, quay ra sáng, mặt sau coi nè. Chữ đồ là còn cực kỳ nét. À. Đó. Gì đây? 2200W nhân 2 ở chế độ 4 ôm à. Con này chắc con này thì gia đình xài là tuyệt vời. Không còn cái con nào đẹp hơn nữa. Quá đẹp. Nhôm cực chắc luôn. Rồi. Không chạy quạt luôn. Tản nhiệt cực tốt. Không cần hỗ trợ quạt luôn. Rồi, tên phô đây. Còn ring cứng hết. Chưa một món hàng cực kỳ đẹp, xài điện 110. Anh em nào xài điện 100, anh em nào thích thì alo nha. Món này mà hỗ trợ thêm cái vang nữa, quấn cặp mà JBL 30 nữa thì thôi rồi luôn, hát karaoke tuyệt vời. Rồi, chào anh em nha. Anh em nào cần gọi gọi gấp nha.